bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Người tu hành không được nói dối. Tại thiền đường, chúng ta phải tuân theo quy củ của thiền đường, không thể hành động một cách lập dị hoặc theo ý riêng của mình. Phải nhớ rằng, thiền đường là nơi đào tạo thánh nhân, nên ta không thể phá hoại đạo tràng, làm mất cơ hội khai ngộ của người khác. Về điểm này, những người tham dự thiền thất phải đặc biệt chú ý, phải giữ giới luật một cách nghiêm cẩn, chứ không thể sao lãng. Giữ thiền thất cũng là một cơ duyên khó gặp, ngàn vạn lần không thể bỏ phí. Này quý vị cùng đến đây để tham thiền, đó là do quý vị đã vun trồng căn lành từ vô số kiếp trong quá khứ. Gặp được cơ may, người dụng công tu đạo phải nắm chặt lấy thời cơ này mà khai ngộ. Đừng để lãng phí thời gian, dù chỉ một giây một phút. Chẳng nên tìm một thú vui thoáng qua mà an thân trong sự lười biếng, bởi như vậy quý vị sẽ làm mất đi cơ hội để khai ngộ, lại còn bị đọa vào ba đường ác. Lúc ấy có hối hận cũng không còn kịp nữa. Vì lẽ đó tôi có hai câu như sau: Mạc đại khổ thời phương học đạo, tam đồ đô thị lãng nọa nhân. Hai câu này có nghĩa là đừng chờ tới khi gặp cảnh khổ mới tìm đường học đạo. Chúng sanh trong ba ác đạo, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đều là kẻ lười biếng. Như vậy thiền giả phải dụng công từng giờ từng khắc, lúc nào cũng tinh tấn. Thoại đầu phải luôn luôn ở trong tâm, đi cũng tham, ngồi cũng tham, tham tới tham lui, tham cho thật thấu đáo, thì bốn lai diện mục sẽ hiển bày. Tại sao vậy? Bởi thoại đầu có thể phá được vọng tưởng. Phải tham cho tới trạng thái ở trên thì không biết có trời, dưới không biết có đất, giữa không biết có người. Như vậy thì làm sao quý vị có thời gian để mà vọng tưởng? Phải nên hiểu rằng vọng tưởng chính là vọng ngữ. Nói dối tức là chúng ta không giữ năm giới căn bản. Vì tranh đua, vì tham lam, vì cầu cạnh, vì ích kỷ và vì tự lợi nên ta nói dối. Nói dối để lừa bịp người, chúng ta làm việc lỗi lầm mà không tự nhận, còn tìm lời biện bác cho mình. Nếu có tư tưởng và hành vi như vậy, làm sao ta có thể tu đạo được chứ? Tại sao có người hết sức cố gắng dụng công tu đạo mà không có tiến bộ? Chính vì y đã nói dối trá quá nhiều trong quá khứ. Ngay khi quý vị thốt ra một lời giả dối, nó làm khởi dậy các tâm thứ vọng tưởng. Do đó, khi tọa thiền, quý vị không thể ngồi bất động. Khi đứng yên, quý vị lại không điềm tĩnh. Tâm trạng của quý vị thì lúc nào cũng bồn chồn, thấp thỏm và lúng túng. Ta nên tiến tới hay thổi lui đây? Quý vị bị kẹt trong một tình thế bế tắc, tiến thoái lưỡng nan hoàn toàn không thể hợp với ta. Người tu hành chân chánh lúc nào cũng theo đúng quy củ, luôn tinh tấn, tuyệt đối không nói lời dối trá, và không phan duyên. Phan duyên là dựa vào một hoàn cảnh nào đó để kiếm chác lời lộc một cách bất chính. Tôi hy vọng rằng quý vị không bắt chước những kẻ dối trá, cũng không theo gót những ai không tuân thủ phép tắc, bởi vì khi theo họ không những quý vị chẳng gặt hái được lợi ích chi, mà còn bị tổn hại nữa. Hãy cẩn thận! Xin lưu ý, một khi quý vị bị nhiễm phải những thói hư tật xấu của họ, thì đó là một thảm họa. Người tu hành chân chính không sợ khổ, không ngại gian nan, từng giờ từng phút nghiêm cẩn tu hành và không để cho ngoại cảnh làm dao động tâm mình. Hãy tham, 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 tham cho đến nước cạn đá hiện, hãy cho rõ được bộ mặt thật của mình. Ha ha, 问什么的说呵